mọi chuyện như thế đấy. Anh em ghét nhất là chụp ảnh. Tao có xin cỡ nào cũng không chịu chụp chung. Anh ấy thậm chí còn chưa bao giờ mua cho tao được nổi một cái dây buộc tóc, chứ đừng nói là mua đồ lót hay mua mỹ phẩm. Càng nghĩ tao càng không hiểu tại sao tao có thể kiên trì ngồi nghe ông giải thích như thế. Dễ gì có chuyện tình cờ gặp lại người yêu cũ, xong người yêu cũ bị mất trí nhớ đưa vào bệnh viện. Cái gì? Lại còn đi lạc, đón về, mua kẹo bông để nhớ lại á? Chỉ có trên phim thôi. Đây nè, cả cái chuyện mua đồ lót với mỹ phẩm, thuê khách sạn cho người yêu, nói thật, chỉ có đứa ngu mới đi tin đấy. Để nhìn nhận sự việc theo một cách khách quan với những thông tin gì mình đã có, rất có thể lão Nghiêm đang lén lút qua lại với yêu cũ. Đi ăn, đi chơi, đi mua sắm, đi khám bệnh và tăng tiệu với nhau ở khách sạn. Này, vụ khám bệnh rất có thể là khám thai đấy. Chấm hết rồi. Cái gì đấy? Chưa đánh đã đòi thua à? Bây giờ mày phải biết vị thế của mày. Đồn vẫn đang là của mày. Mày là chính thất cơ mà. Bây giờ mình phải giương súng ống lên và bảo vệ chứ lị. Đấy chỉ là một cái danh hão thôi. Mày không nghe người ta nói à? Người không được yêu mới là kẻ thứ ba đấy. Mày bị ngáo à? Nghe tao định nghĩa đây này. Kẻ thứ ba là kẻ xen vào giữa hai người đang yêu nhau. Thì đấy là tao còn gì nữa. Tao đã nói hết đâu. Kẻ xen vào giữa hai người đang yêu nhau và có thêm một tờ giấy đăng ký kết hôn, đấy không phải là kẻ thứ ba, mà nó là kẻ cướp. Nói thế cho nó vuông. Mày là chủ nhà, nhà mày đang bị cướp thì việc mày cần làm là gì? Đòi hết đồ từ nó. Thế bây giờ mày bảo tao phải làm sao? Ông Nghiêm cưới mày thì mày là vợ ông Nghiêm. Anh ấy có bỏ mày đi với nó đâu mà phải lo. Theo lý thuyết, đàn ông là thể loại chỉ thích thêm không thích bớt. Quan trọng mày có muốn bỏ ông Nghiêm không? Đang dối hết cả lên mày còn hỏi tao thế. Rồi, có nghĩa là mày không có ý định bỏ. Thế thì bây giờ mày phải dùng cái thế chính thất của mày. Mày không những phải đòi lại những gì là của mày, mà phải biết cho nó cái tội danh của nó, cho nó nhận hình phạt thích đáng. Đi. Này. Gì? Nhưng mà làm gì? Tao không đánh ghen được. Tao là giáo viên mầm non, anh Nghiêm là cảnh sát. Cái chuyện này mà bung bét ra thì xấu chàng hổ ai. Ok, mày chắc chưa? Nếu mày chắc chắn với những gì mày nói, bây giờ đi về, coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Và mày vẫn coi cái mác giáo viên của mày quan trọng hơn hạnh phúc của mình ý, nhắm mắt lại cho qua đi. Trang ạ, nếu mày đã nhắm mắt một lần thì những lần sau mày đều phải nhắm mắt lại. Chỉ một lần mày quên mà mở to hai mắt ra thôi thì tất cả những sự chịu đựng trước đấy của mày là công cốc đấy, mày có hiểu không?
Mày có biết điều gì làm cho tao hoang mang nhất không? Nếu như đây là một cô gái mà anh ấy mới say nắng thì chắc chắn là tao sẽ làm những gì mày nói. Tao sẵn sàng đi gặp nó. Tao sẽ nói với nó tao mới là vợ chính thức của anh Nghiêm. Bây giờ thì khác gì? Nhưng mà đây là người yêu cũ của anh Nghiêm nào ạ? Một người mà tao chẳng hề biết gì hết. Tao chỉ biết là trước đây giữa hai người họ là tình yêu. Còn giữa tao và anh em thì chưa chắc. Ngay từ cái điểm xuất phát tao đã thua rồi. Chàng ơi là chàng. Chàng! Chàng! Này! Nghe tao đã. Tao không cần biết nó là ai. Tao chỉ cần biết mày là vợ ông Nghiêm. Giờ có chuyện gì xã hội sẽ đứng về phía mày. Pháp luật bảo vệ mày cơ mà. Nhưng mà giờ có người thứ ba thì mình phải đi đánh ghen. Câu này đã được in trong sách giáo khoa hôn nhân rồi. Thế tao phải làm gì? Đào ơi. Tao có thấy thế nào ấy? Tao xem mấy vụ đánh ghen ở trên mạng mỗi ngày. Nhưng mà nói thật nhá, mấy bà vợ toàn thua hết. Đi đánh ghen kiểu gì mà ra về ê chề. Đầu tư trong ra ngoài luôn ấy. Để tao gọi cho con Yên. Miệng tao với miệng mày có thể thua, nhưng mà miệng con Yên thì không thể nào thua được. Này, hâm mà. Sao? Bây giờ mày gọi con Yên đến, nó sồn sồn nó đánh con kia nhập viện thì sao? Rồi ông Nghiêm ông nhìn mày thế nào? Kiểu gì ông cũng giận mày tím mặt. Bọn đàn ông họ có máu bênh kẻ yếu thế. Mình đi đánh ghen mà cứ lao vào cấu xé với gào khóc bọn trà xanh, thua hết. Mày nghĩ xem, nó mà nhập viện, nó kiện mày, mình làm thế nào? Rồi, bây giờ ai thiệt hơn đây? Thì tao cũng nghĩ là đông người vẫn hơn. Còn chuyện con Yên ấy, mình chỉ cần ghim nó lại là được mà. Nói thật nhá, lúc tao biết chuyện tao cũng rối lắm ấy. Muốn gặp nó, tính xem hai đứa sẽ làm thế nào. Thế nhưng mà sau cái vụ ở xóm trọ, có hai ông bà ghen tuông nhau, tao mà không cản nó lao vào nuốt luôn bà kia rồi ấy. Thật đó? Ừ. Đấy là ông bà già 70 tuổi rồi nó còn không tha. Mày nghĩ xem, ông Nghiêm thì nó sẽ định thế nào?